Thân chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Giải Đáp Nhà Vườn. Nhân giống cây bằng phương pháp chiết cành là một phương pháp nhân giống mang rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên, đây là phương pháp nhân giống nhanh. Thứ hai, cây con sẽ giống với cây mẹ, không bị lai tạp. Và thứ ba, cây con được nhân giống bằng phương pháp chiết cành, có khả năng sinh trưởng và phát triển cao. Chỉ từ 2 đến 5 năm là sẽ cho ra hoa và ra quả. Vậy hôm nay kênh Giải Đáp Nhà Vườn sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu và trải nghiệm phương pháp nhân giống cây bằng phương pháp chiết cành nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu. 1. Phương pháp chiết cành bằng đất, giá thể hay rễ bèo, sơ dừa. Bước 1. Chọn cành chiết. Khi chọn cành chiết, bạn không nên chọn những cành thấp, cành già hay cành mọc trên ngọn, cành vượt, cành bị nhiễm sâu bệnh. Bạn tốt nhất nên chọn những cành ở giữa tầng, cành mập mạp, lá xanh tốt, tán phơi ngoài ánh sáng. Đường kính cành khoảng 1 đến 1,5cm là có thể chiết được. Ngoài ra, vỏ cây cũng không được có màu quá thẫm hay quá xanh. Những cành bánh tẻ không quá già lại không quá non, thích hợp để chiết cành nhất. Chiều dài mỗi cành chiết trung bình khoảng 50cm. Trên mỗi cành như vậy sẽ có hai nhánh con. Với phương pháp chiết cành, cành chiết càng nhỏ thì khả năng ra rễ và phát triển lại càng tốt. Tuy nhiên, bạn không nên vì thế mà chọn cành nhỏ quá, không tách thân mẹ được và cũng nhanh chết do gió, mưa hay thể trạng suy yếu. Bước 2. Khoanh vỏ. Đầu tiên bạn dùng dao hoặc kéo thật sắc, khoanh tròn hai đầu cành chiết, sao cho khoảng cách giữa hai vết khoanh khoảng 3-5cm, cách đầu cành một đoạn dài khoảng 10-15cm. Sau đó bạn dùng đầu dao luồn vào tách nhẹ nhàng lớp vỏ bên trong vùng đã khoanh. Bạn dùng dao cạo hết chất nhờn trên bề mặt gỗ để loại bỏ lớp tế bào thượng tầng, rồi tiếp tục lau sạch vết cắt bằng rẻ sạch. Nếu có kéo khoanh vỏ thì việc cắt hai đường vỏ cây sẽ dễ dàng hơn, bởi đây là phương pháp chiết cành chuyên nghiệp. Bước 3. Làm đất bó bầu. Cành chiết nên được nuôi dưỡng trong bầu đất cho cứng cáp rồi mới đem ra đất trồng. Đất bầu bạn có thể dùng đất bùn ao phơi khô hoặc đất vườn đều được. Khuyên dùng sơ dừa, rễ bèo là giá thể nhẹ và giữ ẩm tốt. Đường kính bầu chiết dao động khoảng từ 6-8cm, cân nặng khoảng 150-300g, chiều cao khoảng 10-12cm. Bạn không nên làm bầu quá nhỏ hay quá to, sẽ khiến cành khó ra rễ và di chuyển. Sau đó dùng dây bó chặt và sau khoảng 40-50 ngày cây ra rễ. Khi rễ chuyển màu vàng thì cắt hạ cành và mang trồng. 2. Phương pháp chiết cành bằng nước. Bước 1. Chuẩn bị cành chiết. Bạn nên chọn cành bánh tẻ hoặc cành la. Bước 2. Chuẩn bị túi ni lông, nước sạch và dây rút. Bước 3. Cắt 1/3 thân và dài khoảng 4-5cm. Bước 4. Dùng túi ni lông đổ nước đầy và bó chặt. Bước 5. Sau 30-40 ngày cây ra rễ thì cắt hạ cành và mang ra trồng. Trên đây là hình ảnh cây đã được nhân giống theo hai phương pháp chiết cành đã được làm trước đó. Tuy nhiên, để cành chiết đạt tỷ lệ ra rễ nhiều thì cần qua quá trình thực tế. Chúng tôi rất mong các bạn có thể tự nhân giống cây tại nhà. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của kênh Giải Đáp Nhà Vườn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like, một share và một đăng ký kênh để Giải Đáp Nhà Vườn được ngày một phát triển hơn nhé. Và mời các bạn đón xem Giải Đáp Nhà Vườn vào 19 giờ tối hàng ngày, đặc biệt là tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 để lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu về cách chăm sóc hoa cây cảnh. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.